Hello, xin chào cả nhà đang theo dõi kênh Vật Sài Gòn và Du Lịch. Lời đầu tiên mình xin chân thành gửi lời cảm ơn cả nhà rất nhiều luôn theo dõi ủng hộ mình. Hiện tại hôm nay bây giờ mình đang có mặt hàng heo quay Chị Mai vào 5 giờ chiều cả nhà. Hôm nay mình xin quay muộn á, mình cũng có công việc nên quay muộn cho cả nhà cùng xem cái giờ chiều nhé. Bây giờ mình đến cũng khách vẫn đang đứng đây mua heo cả nhà. Ta chị mua đồ cho ăn, chị yên tâm đi, ở nhà em làm á. Có lấy được đâu. Tại vì em lên mạng coi sẽ đó, em lên là sẽ đó, giờ kiếm quá trời. Em làm tới mấy chục năm rồi, bán này mấy chục năm rồi, chứ mấy đi kiếm bây giờ ông chồng làm cho chỉ. À dạ. Cứ ăn thử đi, chỉ yên tâm ăn đi. Nhưng mà em bán đồ là em làm sạch sẽ đó. Nói chỉ em mới vô nó kiếm được nè, chứ đâu biết đâu đi về. Em là có cơ sở cho biết đàng hoàng á, có làm cái chân đàng hoàng chứ mấy đâu. Đồ đàng hoàng. Cổ tay rồi, sạch sẽ lắm. Về cái này làm cực lắm chị, cực lắm, làm em sẽ đúng rồi, coi nè, hẹn cho chị coi nè, thấy không nè, chết cái này không có, thấy không, tay heo giòn luôn, không thấy người ta đâu, tại nhà, lẹ bỏ hết, thì mua cái tay với cái giò đó, cái này bán lẩu heo là gì nó khó quá, cực quá, tao không làm đâu, không phải đâu, không có mình con bán quen, chưa xong mà đó, chưa mua. Còn nè, cứ để riêng cho cô, ở cái chung cái tổng cộng là nhiêu nè? 280 ngàn. Cái này rất giòn nha cả nhà. Trời đảo giờ phải rồi, giờ chặt qua cái tay. Cá chừa này là cho nhỏ chỉ có 100 ngàn thôi. Ừ đúng rồi. Rồi 5 ngàn có đợi rồi này. Trăm heo quay 40 xíu thôi. Trăm heo quay 40 xíu. Rồi dư đó.
lấy điện thoại nói chuyện. Ở nhà mình cũng có thể ăn được theo quay nha. Rồi, 104 phải tường lại trực tiếp. Mẹ con đi vào báo giá cho. Đó không mẹ này quay số điện thoại để số điện thoại lên thôi cái này. Và không vô ám thao và không trực tiếp thì đầu heo. Đầu heo này, heo này, mua Gì làm cho con ổn mày rồi lấy rồi hai chục cái gì
trăm, một trăm. Đây có thịt. Anh Hà, anh nghe bánh mì không? Thôi. Bánh mì không anh? Lấy nước đỏ cho coi. Nước đỏ cho coi. Nhiêu? Đỏ cho coi. Ở mày qua đây. Đến khi cần 70.000 ba đội. Không, đùi, đùi. Hết rồi. Hết rồi, đùi. 7.000 lấy bìa nha. Đi ba đội rồi lấy miếng bìa đi cho nó giòn giòn. Rồi 50.000 xíu. Rồi 120 vậy. Lấy cái khác. Chị lấy gì chị? Lấy em lấy cho, lấy gì? 300 ba đội chị ha. Chặt em chặt cho. Nó rẻ bài 120 thôi. Rồi, cảm ơn. Có gì cô 300 ba đội? Chặt luôn chị. Ờ, chặt giùm em. Đem 90 thôi. Em thấy con bé gì nó bán chị? Em thấy những con gái chị nó bán vậy? À, đi làm à. Vậy làm? Trời ơi, chị mắc cười ghê ha. Tại làm nghề này mà lắm. Cực quá chị ơi, thế là biết rồi. Chị bắt sống một em lắm hay quay đúng rồi. Chạy đi muốn làm nghề làm. Đúng rồi, đó thích là sao? Đi về. Giờ hai chị em bán hả? À. Không, quay em đem vào anh mày. Hai ổ không hả? Hai ổ thì không ở dưa leo. Rồi rồi.
hai ốc không đi chơi. Cái này là xa xíu hả? Cái đó là xa xù. Sườn già á chị. Rồi, có gì tiếp chục ngàn nó chặt hôm nay. Dạ chặt. Cái đó là có 200 ngàn chứ, để bé nó mua nó ăn sao được, coi sao bị ngon á. Rồi, 90 ngàn cô con. Con thử em miếng. Hai ổ hả? Đây, 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 đưa em, đưa em. Dính mì vô hả? Ừ. Rồi, chẳng miếng này luôn, cho chẳng chẳng. Cái này vô lấy gì nữa không? Lấy thêm 10 nghìn cái này nữa này, cho tròn trăm. Cấp con đứa dài ngoài. Rồi, đẻ đi. Trời cũng đang sắp mưa rồi. Sau đây mình cũng xin kết thúc video theo buổi chiều thứ hai này. Hôm nay mình nó đi hơi muộn, quay cũng ít đó cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.